Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, đối với các thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ đã có những phương án tháo gỡ những vướng mắc khi bỏ sổ hộ khẩu giấy. Tại thông tư số 09 năm 2021, thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 30 tháng 6 năm 2021 đã sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đất đai. Tại khoản 5 điều 11, Thông tư 09 năm 2021, Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường đã quy định đối với trường hợp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận mà có yêu cầu thành phần là bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân trong trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực đất đai để hạn chế xuất trình giấy tờ tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú khi người sử dụng đất thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của luật cư trú. Theo quy định hiện hành những thủ tục về đất đai cần sổ hộ khẩu giấy gồm xác định việc sử dụng đất ổn định, điểm E khoản 2, điều 21, nghị định 43 trên 2014 trên NDCP, xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, đăng ký biến động đất đai khi phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, đăng ký biến động về sử dụng đất tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận, điều 2 thông tư 09 trên 2021, thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường. Trước khi số hộ khẩu giấy bị xóa sổ, Bộ Công an đã hoàn thiện và gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình số hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Theo đó, có 5 cách thức khai thác thông tin về cư trú khi bỏ số hộ khẩu giấy đó là sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú, sử dụng thiết bị đọc mã QR code trên thẻ căn cước công dân có gắn chip, sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân. Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú, tra cứu khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia với dân cư qua cổng dịch vụ công để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ hành chính công và các giao dịch dân sự sử dụng ứng dụng vneid hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính dịch vụ hành chính công và các giao dịch dân sự sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như vậy khi bỏ sổ hộ khẩu giấy người sử dụng đất có thể sử dụng một trong năm cách trên để thực hiện các thủ tục về đất đai Ngoài ra, khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, nghị định trên cũng đã sửa đổi bổ sung thêm điểm e, khoản 2, điều 21, nghị định 43 năm 2014 của chính phủ. Theo đó, thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau. Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giấy khai sinh, giấy tờ nộp tiền điện nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ban hành theo thẩm quyền quyết định số 1686 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 30 tháng 8 năm 2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, trong đó quy định việc chia sẻ kết nối dữ liệu dân cư phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.